Hello, xin chào các bác. Vừa tối hôm qua, vừa chiều hôm qua là ăn hải sản ở Tiền Hải Thái Bình. Hôm nay về đến nhà rồi, khách ở dưới đấy lại bảo bán con hai lắc cuộc đời 2013 số sàn một cầu. Thế là mấy anh em lại phải tiếp tục đi Thái Bình, mà đi từ đây đến đấy mà 200 cây chỗ ít đâu. Đang ăn giảm cân bằng cách là buổi sáng ăn táo các bạn. Đấy. Không những ăn táo em còn có cả sữa không đường để mà uống nữa cơ. Kìa kìa, các anh nhìn góc kìa. Đấy, hộp sữa không đường của em á. Cơ bản là người thì còi còi. Có 6 mấy cân thôi nhưng bụng nó to quá. Thế bây giờ phải giảm mỡ bụng đi tí các bạn. Rồi ok, xin mời tất cả các bác và tất cả anh em hôm nay đi cùng em một chuyến là đi lại tiếp tục đi Thái Bình để xem và mua con bán tải hai lắc. Và con bán tải hai lắc này cũng là lần đầu tiên em mua được. Đấy, lần đầu tiên. Đúng rồi, lần đầu tiên mua con bán tải hai lắc luôn. Mà rất nhiều người thích dòng Toyota bán tải thì hôm nay em sẽ mua cho xem và mua con này xem có được hay không nhá. Mọi người đi hẳn 200 cây. Ok, hôm nay em chạy đi. Ok, xin chào các bác. Ok, em đã lên trên đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Dự kiến chạy từ đây về đấy nó tầm khoảng đâu đó chắc tầm khoảng 3 tiếng rưỡi gì đấy. Thế nên là chạy với ấy. Nhưng mà bọn em đi chậm hơn thì cứ cho là lâu hơn một chút đi, bởi vì nó 200 cây cơ. Đấy, đây là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên các bác nhá. Đường này thì từ đây về Hà Nội được phép chạy với tốc độ là 90 km/h. Xăng bây giờ là bao nhiêu kia? Đâu rồi? Xăng là 29.998 đồng. 29.980 đồng. Gọi là 30.000 một lít. 30.000 một lít xăng các bác ạ. Rượu quê mẹ em nấu nó chỉ có hai mấy nghìn thôi. Nấu bằng gạo luôn đấy. Và bây giờ xăng cộ moi từ lòng đất lên mà nó đắt thế này đấy. Đấy, qua quá trình chắt lọc và các thứ. Em đang đổ xăng ở cây xăng trạm rừng nghỉ Hải Đăng thuộc cái chỗ mà có con bò sữa. Đấy, chỗ này là trạm rừng nghỉ của trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, nó chỉ có một trạm duy nhất thôi nhá. Đổ 1 triệu. 1 triệu vào cái xe con vợ hai này của em. Sắp tới rồi các bác ạ. Còn bao nhiêu cây nhỉ? 18 km nữa. Đây ạ. 18 km nữa thì đến nơi. Và đây là đi ra quốc lộ 10 xong mới rẽ vào thành phố Thái Bình. Đấy, xung quanh đây thì em chả biết đây là địa điểm này nó ở đâu luôn đấy. Rồi, gần đến nơi em quay tiếp nha. Đang ở gần khu quảng trường Bác Hồ ở Thái Bình các bạn ạ. Đây, đợt trước em mua con Avel ở đây. Đấy, con Avel hay con gì nhỉ? Ừ, hình như con Avel màu đen hay sao ấy. Đấy, nhà bây giờ vào nhà khách vẫn nhớ. Đấy, để xem nào, đi thẳng, đi thẳng bên kia. Đợt trước mua ở đây, đúng ở đoạn này luôn. Đẹp thật đấy, Thái Bình rộng rãi. Sắp đến rồi các bạn ạ. Đâu đó khoảng tầm 500-700 mét nữa. Đấy, rẽ ở cái đèn rẽ ngã ba phía đằng trước kìa nhá. Đấy. Đấy, đây có ngã ba này. Hay có chỗ nào có khi là không có, ở đây không có quán cơm bụi nào nhỉ, để vào làm suất cơm bụi. Đấy, rẽ vào đây. Rẽ vào đây thì đấy, đây còn đoạn nữa thôi các bạn. Đâu đó 700-800 mét nữa. Nhưng mà chắc là em phải kiếm cái gì ăn đã, xong rồi mới đi vào được. Đi xuyên xuống dưới đây. Vừa đi vừa để ý chỗ ăn. Vừa ăn trưa xong các bạn. Giờ em phải gọi điện cho khách cái đã. Xem là em đã báo trước là cái tầm trưa này anh có nhà hay không rồi ấy. Thế cho nên là không biết là cái tầm này anh có ngủ trưa hay gì không. Bây giờ là 12 giờ kém 10. Đấy, em phải tranh thủ ăn trưa, nếu không thì vào xem xe rồi thì là giấy tờ thủ tục linh tinh 1 giờ nữa chứ đói. Trời, không thấy nghe ta. À đây. Anh ơi, em còn cách anh khoảng tầm 1 cây số thôi thì em đến đúng cái vị trí anh gửi nhá. Ok ok. Vâng vâng, ok anh, vâng vâng, đây em đến đây. Rồi ok, bây giờ đi đến vị trí anh ấy gửi đã. Đến nơi rồi các bạn, nhưng mà em đến cái vị trí này thì vẫn không thấy xe đâu, đến vị trí của anh ấy gửi thôi. Đấy, và bây giờ thì em phải gọi xem là như thế nào, xe có gần đây không. Bác này thì bác ấy làm bên công chức cho nên là bác không muốn quay mặt nhé, tí nữa em chỉ quay xe thôi. Đấy, nãy có gọi điện trao đổi bác rồi. Nói em ạ. Em đang ở ngay cái đầu ngõ số 962 ấy. Ok, chờ anh tí. Vâng, 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 vâng. Ok, vâng. Đó.
Thì bây giờ ở đây đợi anh một tí. Đấy, đến thì không dám quay mặt thì khả năng chỉ quay nửa thân dưới thôi. Thôi rồi, ok. Để em đợi bác ấy ra đã. Anh ấy đang dẫn đường đi phía đằng trước ạ. Đường ở đây nó đang làm quá, rẽ vào đâu rồi? Vào trong đấy à? Vào trong đấy không? Ok, đang đi vào đây ạ. Ui giời ơi. Đây đây, lần đầu đây. Xin phép các bác nha, để bác chủ kia rồi nhưng mà em không quay mặt bác ấy nhá. Kìa. Đấy. Rồi em tắt máy đã. Đã sơn lại và làm lại rồi này. Không, sơn thì sơn rồi nhưng mà cái bên cọ đây chỗ này, đây này. Cọ đây gì? Cái phần trên này. Không, chẳng động gì cả. Sao cái nước sơn nó lại thế này nhỉ? Sơn thì mình sơn ấy. Không, đây là sơn lại rồi đấy. Đúng rồi, sơn lại thôi. Vâng, sơn lại rồi đấy. Thế thì phải xem những chỗ khác. Anh lùi ra đây cho sáng cho em ạ. Đây. Lật lên nhỉ. Anh cứ tắt máy rồi em. Em ngó ở ngoài trước đã. Lốp thay lại từ 2019. Từ 2019 rồi anh ít chạy hay sao mà lốp rất còn dày của 2019. Là nó hơi với hại mình thích hình thức, nó hơi okay, cọ cái là mình sơn là hết. À đấy ạ, vâng. Từ đời đấy thì phải sơn rồi. Vâng. Đây em nhìn cái này đằng sau này của nó vẫn còn tốt này, chưa thấy va chạm gì này. Chẳng va chạm này. Giá cái gì thì mình xem bán tải nhìn đây. Mua bán thì mình phải rõ ràng. Đấy. Vâng, mày chuẩn lên nhỉ. Biết là thời em là chuyên là giấu được cái gì cả. Dạ vâng. Vẫn là sơn zin. Cabo chưa... cánh cửa chưa động. Toyota. Kính này của 2013 này. 2013. Kính này. Hai cái kính nó giống nhau, hai cái kính này nó khác nhau. Hai kính sau khác nhau đúng không? Hai kính trên giống nhau. Ok. Nào, cùng lên xem. Chạy nhiều cho ít nào. Phần này là phần vô lăng, còn rất đẹp luôn từ đời đấy đến giờ. Chạy. Chạy bao nhiêu? 14.6 nhé, 14.6 mua xe chính chủ mà. Anh này anh bảo anh đi từ đầu. Đây, chỗ này thì hơi bạc một tí. Hơi bạc một tí. Cái nút này còn chưa bị gần như là bị bạc. Đây, phía còi bấm gần như là còn như mới. Cần số. Đây. Phía này phải nói là còn rất đẹp. Đấy. Đây. Ồ, được. Con hai lắc này phải nói là từ đời đấy đến bây giờ mà như này là còn khá là ok. Đấy. Rồi. Xem nào, kiểm tra túi khí qua cái. Qua nhìn thấy túi khí kìa. Đấy. Mất đấy, mất. Trong vòng bạn đấy, nó sẽ mất không cùng một cái nào cả. Túi khí là vẫn còn ok. Đấy, xem cái sau nó còn đẹp không. Xin phép các bác nha, bây giờ em sẽ không nghe điện thoại được. Giữa lúc xem xe, các bác cứ quay là em không thể nghe điện thoại được. Ghế, dòng bán tải. Trần thì còn như mới là bởi vì bọc ni lông từ đầu. Trần không có vết bẩn đâu hết, bóc ni lông ra thì nó như mới luôn. Cabozin. Em nhìn con này nó có bị ẩm dầu chỗ nào không thôi. Còn đâu máy của nó thì chắc là chả động chạm gì không đấy rồi. Vâng. Anh thay mỗi dây cam từ hồi mua giờ. Vâng. Thay mỗi dây cam. Thay mỗi cái xích cam cái này. Mỗi dây cam này. Ngày xưa anh mua là mua mới tinh đấy đúng không? Không,
Không, anh còn gần mới tinh. À, gần mới tinh. Phải nói gì phải nói rõ chứ mình vâng. Nói điều được. Thế là anh mua lại từ năm bao nhiêu? Năm 2014. 2014. Nhưng mà khi mà anh mua đấy thì của người quen hay là người ở đâu? Của công ty mà anh cổ phần mà. À, thế thì anh biết rõ nó từ đầu đúng không? Ừ. À, thế thì không sao. Ok, phần máy là gì? Phần máy, phần đầu. Cửa. Ngon lành cành đào. Wow. Úi xời, có gầm bán tải. Còn bán tải nào cũng như này. Cái gầm này thì bao giờ nó bị làm sao? Đợi nó mục mọt thì không biết đến bao giờ. Hùng ơi, em nổ máy anh cho này. Ra mo đấy nhá. Hùng ơi. Hùng ơi. Khỏe tay mở anh này với. Khỏe tay mở cho anh thế này. Còn đây này. Hai tay. Chắc lô mình ra. Để coi không ra đâu. Bạn đi vào. Đấy. Quá ngon. Anh lên đạp ga nhẹ thôi, cái đạp nhẹ trước. Đạp nhẹ trước thôi. Thôi được rồi nhé. Không cần đâu. Thế không? Chặt lắm rồi. Rồi. Ok. Phần thùng này gần như không chở cái gì của anh ấy. Phần thùng này. Con này thì về cơ bản đánh giá ban đầu thì nó được sơn quay lại của cả xe rồi. Vì từ đời 2013 đến giờ đấy, sơn lại cả xe rồi. Nhưng mà toàn xe thì chưa thấy có cái chỗ va chạm nào gọi là nặng. Gọi là chỉ là sức sát, sau đó là sơn lại thôi. Đây thanh răng đầu này của nó còn nguyên này. Đấy. Dầm này. Tháng 9, đăng kiểm tháng 9 2022. Vừa chạy thử về rồi các bạn. Chạy thử về rồi. Nhìn cái chân. Nãy chưa quay cho các bác là cái chân phanh. À đây chân côn này. Còn rất là mới này. Đấy, chân phanh này. Đấy. Chạy trên chục vạn nó cũng phải rồi này. Đấy các bác nhá. Chỗ này nó mòn vẹt đi như này. Nó chạy trên chục vạn rồi này. Đấy. Mới tầm 15 vạn nó sẽ thế này. 12 vạn, 10 vạn nó sẽ nhẹ hơn. Đấy. Ok. Đưa anh lại cái giấy tờ. Xe này thì của anh, em sẽ không quay chi tiết về cái giấy tờ đâu. Đấy. Xe này là của công ty của anh ở trên công ty anh cổ phần ở trên Hà Nội. Đấy. Và sau khi đổi con xe khác thì anh ấy ra tên anh ấy riêng và vừa ra tháng 5 năm vừa rồi thôi. Đấy. Vừa ra tháng 5 năm vừa rồi để mà sang tên cho anh về luôn biển Thái Bình này cho nó dễ bán. Thì anh bảo vậy. Cái đăng ký đâu nhỉ? Đấy. Xem nào còn những cái gì nữa không. Có cam hành trình rồi. Đấy, tất cả mọi thứ đều ngon lành hết là được, đúng không? Rồi, ok. Vào xem giấy tờ các thứ liên quan trong anh có đủ không. Bác chủ làm phân phối bia Việt Hà, trụ sở Hà Nội, làm chi nhánh ở Thái Bình. Đây, bia Việt Hà đây. Đây là cái kho lạnh để bia các thứ ở trong đấy để phân phối bán đi ở khu vực Thái Bình. Em cứ viết dần cái giấy mua bán đây. Có phải chị ký không? À, sau anh chụp cái chữ ký của chị gửi qua Zalo cho em là được. Vì chị có nhà đâu. Okay. Đúng không? Rồi. Mua thì em mua rõ ràng chính chủ ấy rồi mà.
Đấy, bác chủ bác ấy về nhà bác lấy sổ khẩu và chứng và căn cước của chị đấy, và bây giờ thì đến ở đây là em đang viết giấy tờ mua bán các thứ đầy đủ đấy. Xe này thì em xin chia sẻ lại một chút, về em hỏi rất rõ về nguồn gốc cái xe này rồi. Xe này thì là bản thân nó trước đây thì anh ấy đi từ là 2014 đến giờ, vì trước anh làm ở trên Hà Nội và anh cũng làm cổ phần của cái công ty Việt Hà đó, và anh trực tiếp anh lái cái xe này từ 2014 đấy, nhưng mà tên công ty thế, chứ tuy nhiên thì sau khi mà anh ấy rút về đây mở chi nhánh ấy, thì là anh ấy đã coi như là lấy lại con xe này và anh về tên của anh ấy đấy. Thì về tên mình có thể để đi hoặc là để bán thì không sao cả, nhưng mà hiện tại thì cái xe này em đã xem rồi, cái chất của nó còn rất là ok, tai nạn đâm đụng thì không có, máy thì zin đét đẹp, nội thất đẹp đấy, dòng của Toyota Hilux bản E nhá, Hilux. Số sàn đấy anh đến rồi, cho nên là em phải quay video vào một cái chỗ khác ấy, muốn quay vào mặt anh ấy đấy. Ok. Lâu thế. Em đi tí nữa cứ đi theo sau anh nhá. Thôi rồi, em cảm ơn. Đúng ra mà nói thì em rất muốn cái video anh em mình nói chuyện nó thẳng thắn, nó thoải mái ấy. Nhưng mà okay, anh okay. Làm trong ấy cho nên là cũng không được như thế thì thôi. Đấy, em xin phép. Xin lỗi vậy, thực ra thì anh cũng là người công chúng rồi. Quan hệ của mình cả miền Bắc này thì cũng ngại. Vâng, vâng, đấy. Cảm ơn em nhé. Rồi, ok. Em về nhá. Nhưng mà đấy, xăng dầu đầy bình nhé. À, đấy ạ. Em chưa để ý đâu. Lọc đầy bình nhé. Cảm ơn anh lần nữa. May quá. Ok. Dạ. Anh còn anh. À thôi, bọn em lại không uống bia. Em biết rồi, nhưng mà bia bọn em không uống, nó phí đi, em nói thật thế. Thực ra thì đúng ra là cầm cái gì về nó cũng đều là tài sản là thích cả, nhưng mà bọn em không uống mấy nó phí. Anh lấy những cái gì ở trên xe còn lại rồi nhá, không quên. À quên. Em phải tháo anh cái ấy không? Cái cam hành trình gì? Cam hành trình thì về em bảo anh em nó tháo xong anh cho anh nhắn địa chỉ em gửi cho anh. Okay. Bây giờ mà tháo cái đường dây sau kia thì chết, tháo mỗi cam thì vô tư. Đấy. Tháo là cam thì tháo về nhanh mà đúng không? Vâng, tháo mỗi cam thì vô tư, nhưng mà còn cái cam sau nó lâu. Cam sau anh không cần. À thế thì được, tháo luôn. Okay. Đây là để em tháo anh. Thôi khởi hành về các bác ạ. Đấy. Hành trình đi mua rất là nhanh gọn, một con bán tải Hilux. Đây cũng là lần đầu tiên mà em mua được một con bán tải Hilux các bác ạ. Nhưng mà về cơ bản thì mua dòng của Toyota thì bao giờ nó cũng khác bọt các bác ạ. Đấy, phải nói rằng là nó khác bọt đấy. Vì về chất lượng máy và tất cả mọi thứ, xin phép các bác là em không nhìn vào camera nha, vì em đang phải lùi xe. Đấy. Đường ở đằng sau nó đang làm, thế thành ra là nó hơi gồ ghề, nó hơi khó đi. Đấy. Đây, bán tải đang đi ra và đang đi về. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành trình đi về thành phố Thái Nguyên các bạn ạ. Đấy, ôi chết rồi, còn đường đi vừa nãy thằng em nó lái giờ chả để ý gì. Để em xem nào. Đoạn này là có đoạn đường đang làm của Thái Bình. Ôi trời, chuẩn bị mưa các bác ạ. Đấy. Chào, chúc bạn lái xe ân toàn. Ok, xin chào. Dây an toàn không đeo. Ok, tính toàn cả. Rồi, bây giờ em sẽ nào. Dẫn đường đến thành phố Thái Nguyên. Ôi giời, xe mới khởi động, nó chưa nhận các bạn. Mang tiếng ra lệnh giọng nói nhưng mà xe mới khởi động, nó chưa nhận. Rồi, tí nữa phải cho nó dẫn đường đến thành phố Thái Nguyên thì em mới biết đường được. Còn bây giờ chỉ là mang máng thôi, không thể nhớ được hết, hình như là sẽ phải ở chỗ này. Đấy. Peng peng mới pong pong cái gì. À đây, bệnh viện phổi, bệnh viện tâm thần, các mấy cái bệnh viện nó nằm đây. Khởi hành thôi. Rồi, ok nhá, xin chào các bác nhá. Xin phép các bác là em kết thúc cái video mua con bán tải Hilux tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em Cường Blue. Chúc các bác buổi tối vui, khỏe, hạnh phúc. Không phải buổi tối, buổi trưa, cái khả năng ngày trưa mai mới xuất ra. Xin chào các bác nhá.